Tối 24 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công điện khẩn số 11, hỏa tốc yêu cầu quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể, từ 12 giờ ngày 25 tháng 5, Hà Nội tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến khi có thông báo mới của thành phố. Cụ thể, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ, chỉ cho phép bán hàng mang về, không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người, các cửa hàng cắt tóc, gội đầu, thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác phòng, chống dịch, phê bình và xử lý kịp thời nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có vi phạm, đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả hơn, nhanh hơn bằng nhiều hình thức thiết thực, phát huy tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, phường, các khu chung cư, trên không gian mạng. Tối ngày 24 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có công điện khẩn, hỏa tốc yêu cầu quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu và các cá nhân liên quan nếu để xảy ra lây chéo trong khu cách ly tập trung và lây nhiễm dịch bệnh từ các khu cách ly tập trung ra cộng đồng. Rà soát kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của các lực lượng trong toàn bộ hệ thống phòng chống dịch COVID-19 từ tổ dân phố, thôn xóm, hộ gia đình, tổ sản xuất, nhất là các khu chung cư, khu nhà trọ, ký túc xá sinh viên, khu nhà ở học sinh, sinh viên trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tập huấn, đảm bảo năng lực hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của tổ COVID cộng đồng trên địa bàn. Giám sát, quản lý chặt chẽ việc cách ly y tế tại cộng đồng, tuyệt đối không để xảy ra các ca bệnh mới phát sinh tại cộng đồng. Thần tốc, truy vết, cách ly, khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm nhanh, kịp thời để sàng lọc khi có ca bệnh mới phát sinh. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập tiếp tục siết chặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực hiện nghiêm quy trình bệnh viện an toàn và phòng khám an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố, Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát quản lý chặt chẽ các khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân để đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố. Có văn bản đề nghị các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, đóng trên địa bàn đăng ký xét nghiệm cho nhân viên, người lao động, gửi trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã tổ chức lấy mẫu, yêu cầu tất cả người dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về Hà Nội. Thời điểm từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 5 đều phải khai báo y tế trên website http://tukhaiyte.vn và các ứng dụng Bluezone, hoàn thành chậm nhất trong ngày 25 tháng 5 năm 2021. Từ ngày 25 tháng 5, thực hiện khai báo y tế trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm có mặt tại Hà Nội. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh, cảm ơn.